Lâm Mi Thần mang thai sau nhiều năm bòn mỏi chờ đợi, khiến cả si bít vỡ hòa. Lâm Mi Thần là một trong những ngôi sao gặt hái được thành công rực rỡ của làng giải trí xứ đài. Nhiều loạt bộ phim thần tượng nổi tiếng như Thơ Ngây, khu vườn bí mật, nàng Juliet phương Đông mà cô nàng trở thành ngôi sao thống lĩnh thị trường dòng phim gây sốt này. Nhờ đóng phim mà Lâm Y Thần vượt qua quá khứ nghèo khó, trả nợ cho gia đình, trả nợ cho gia đình và có một sự nghiệp lẫn gia sản giàu có. Tháng 10 năm 2014, Lâm Y Thần đính hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu. Tháng 12 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lệ tại Đài Bắc. Cặp đôi là bạn bè quen biết nhau đã lâu, sau đó bèn duyên khi hồi ngộ trong đám cưới một người bạn. Lâm Vũ Siêu được cho là thế hệ con nhà giàu thứ hai tại Đài Loan. Gia đình anh điều hành công ty thiết bị lặn Unihan ở Đài Loan, có chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới. Mới đây, truyền thông xứ Trung đăng tải thông tin cực hot do trang ít đây độc quyền chia sẻ, tiết lộ nữ diễn viên đình đám Đài Loan Lâm Y Thần đang mang thai. Đang nói Lâm Y Thần đang mang bầu ở tháng thứ 8 và chưa công bố bất cứ tin tức nào về báo chí và người hâm mộ. Ít đây cho biết Ông xã của Lâm Y Thần là Lâm Vu Siêu đã tạm gác lại công việc ở nước ngoài để về Đài Loan chăm sóc vợ. Cánh paparazzi đã tóm được hình ảnh vị doanh nhân kinh tiếng này đời khỏi xe để trở về căn hộ tổ ấm của hai người. Được biết thời gian dự sinh con của nữ thần họ Lâm là vào tháng 10 sắp tới. Thông tin Lâm Y Thần mang bầu hiện giờ đang chiếm vị trí thứ 10 trên top tìm kiếm của Weibo. Người đẹp xứ chung kết hôn năm 2015, suốt 6 năm dài đẳng đẳng không dùng biện pháp tránh thai, lúc nào cũng mong mỏi chờ đợi là mỹ thần khiến bao người sốt ruột vì chưa báo tin vui trong một bài phỏng vấn cách đây một năm khi nói về chuyện mang bầu nữ diễn viên có lời chia sẻ khiến bao người xót xa những phương pháp có thể thử thì tôi đều thử hết cả rồi vì muốn mang thai mà trong suốt 3 năm trời là mỹ thần không nhận đóng bất kỳ bộ phim nào cuối cùng sau bao nhiêu trông ngóng là mỹ thần cũng đã được toại nguyện khi chuẩn bị lên chức mẹ vì là tin vui được chờ đợi từ rất lâu nên cả cô lẫn gia đình, bạn bè thân thiết đều cố gắng kín tiếng, không chia sẻ nhiều với bên ngoài. Hiện tại, vợ chồng diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận tin đồn. Tháng 4 năm nay, trên mạng xã hội rộ lên tin đồn, Lâm Y Thần sống khổ vì không sinh được con, phải quỷ lụy nhà chồng giàu có. Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên bị mang ra bàn tán sau khi một bài phỏng vấn từ vài năm trước của cô bị đào lại. Trong bài phỏng vấn đó, Lâm Y Thần kể những sinh hoạt của cô thay đổi sau khi kết hôn bao gồm dậy từ 4 giờ sáng nấu đồ ăn, đưa bố chồng đến công ty, ăn ít sống để sớm có thai. Sau khi xem lại bài phỏng vấn, nhiều người nhận xét Lâm Y Thần như ô xin cho nhà chồng, đúng là vào nhà hào môn không dễ, nhà giàu cửa hẹp quả không sai. Nhiều tin đồn sau đó khẳng định Lâm Y Thần về nhà chồng chịu cảnh sống rất khuôn phép. Trước những lời đàm tiếu, Lâm Y Thần đã phản hồi trên trang cá nhân, cô giải thích bằng những gạch đầu dòng rõ ràng, trong đó tố cáo nhiều trang tin các ghép, Điền phụ đề mà không có tiếng nói của cô, gây ra sự sai lệch thông tin. Cô chia sẻ, thứ nhất, bữa sáng của nhà tôi do mẹ chồng làm từ đầu đến cuối. Hai năm đầu vì muốn trở thành một người vợ tốt, tôi thường dậy sớm để ăn sáng với gia đình chồng, sớm nhất là 7 giờ sáng. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn như vậy nữa. Thông tin tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là vô căn cứ. Thứ hai, tôi có thể về nhà với bố mẹ đẻ bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi luôn ở bên chồng mỗi khi ở Đài Bắc vì tôi biết anh ấy luôn nhớ tôi. Thứ ba, gia đình chồng không bao giờ yêu cầu tôi ăn ếch sống để cải thiện sức khỏe, vóc dáng. Thực ra, món tôi thích là chân trâu trứng ếch. Món chân trâu làm từ bột, không phải ếch sống. Tôi cũng chưa bao giờ ăn ếch sống. Thứ tư, tin đồn chồng tôi đưa người mẫu gợi cạm về nhà là sai. Vì chúng tôi sống với bố mẹ chồng, sao có thể có chuyện đưa người khác về như vậy? Người mẫu, anh ấy đưa về thực sự là câu bông đùa tôi dành cho anh ấy, bởi anh ấy mang một con chuột về nuôi. Thứ năm, tin đồn làm dâu nhà giàu phải cúi mình. Tất cả những ai quen biết tôi chắc đều biết rằng nhà chồng tôi không phải hào môn, nhưng gia đình chăm chỉ làm ăn và tích lũy. Họ yêu thương tôi như con gái ruột trong nhà. Nếu tôi là người duy nhất có thể lên tiếng để giải tỏa những hiểu lầm bất công này, thì tôi buộc phải lên tiếng. Cuối chia sẻ, Lâm Y Thần nhấn mạnh, không kết hôn hay không sinh con cũng là một lựa chọn. Lập gia đình, sinh con cái cũng là một lựa chọn. Mọi lựa chọn đó, bạn là người quyết định thay vì chịu khuất phục trước đòi hỏi của người khác hay xu hướng của xã hội với tất cả những gì bản thân đã chọn đã tự mình gánh vác chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ không phải cầu viện ai các bạn cùng hiểu cũng có những vấn đề riêng trong cuộc sống cá nhân chi bằng cho nhau không gian riêng sự tự do cá nhân riêng như vậy sẽ có ích hơn bạn có nghĩ vậy không bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo